Hello anh em, hôm nay em sẵn dịp có giao lưu với khách hàng ha. Thì bên em là chuyên bán dòng thuốc kích rễ hữu cơ, gồm có 4 nhóm. Nhóm thứ nhất là khắc da bôi thuốc trên bầu cây mây con ha. Nhóm thứ hai là dưỡng mây suy yếu. Thứ ba là kích rễ mây phôi, gồm có mây giường, nuôi mây chậu, rồi mây gừng luôn ha anh chị. Rồi nhóm thứ tư là nhóm khắc da bôi thuốc trên bầu cây mai mà trồng được 1 năm tuổi ha. Thì mình muốn tạo bộ đế lại 24 giờ thì mình khắc da bôi thuốc. Thì em có cái dòng thứ tư ha. Thì anh chị nào mà cần làm mai mà số lượng nhiều tạo bộ rễ mới thì alo cho em. Bên cạnh đó em có cái dòng thuốc kích rễ của mây rừng. Thì ở đây anh này là anh chuyên làm mây rừng cho nên ở Khánh Hòa. Thì ảnh đã giao lưu thuốc được 2 lần có kết quả cho nên ảnh giao lưu lưu lần nữa ha. Thì không quên cho lời chân thành cảm ơn anh Đặng Tấn ở Khánh Hòa đã giao lưu mây phôi xài cho cây mây rừng ha, kích rễ mây rừng. Lời chân thành cảm ơn anh em đã ủng hộ, chúc gia đình được nhiều sức khỏe và thành công tốt đẹp trong năm 2024.